Em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Ngày hôm nay vừa về thêm một cái mẫu dây tín hiệu của Nhật Hitachi, nên là em làm clip giới thiệu và lên dây đinh cho các bác nào mà đang cần muốn cải thiện chất lượng âm thanh cũng như là muốn thay đổi chất âm cho nó mới mẻ hơn, thì các bác có thể tham khảo ở video này. Đấy, thì đối với cái dây màu xám đây, dây tín hiệu Nhật màu xám như thế này thì các bác cũng đã biết, tại vì em đã làm clip rất là nhiều giới thiệu về những cái dòng dây tín hiệu màu xám như thế này. Đấy, về cái chất lượng âm thanh cũng như là về cái dòng dây Nhật á, thì thường nó sẽ là lõi đồng mạ bạc, nên nó sẽ cho âm thanh tương đối đều cả ba dải. Đấy, các bác nào mà đang cần cải thiện âm thanh cũng như là muốn tiếng chung và tiếng chép nó sáng hơn để cải thiện cho dàn mà bị tối tiếng, thì các bác cũng có thể tham khảo những cái dòng dây này. Đây, trên dây đều có những cái thông số cũng như là cái tên của hãng. Thì Rotario đây là một cái hãng, nó cũng là của Hitachi, họ chỉ là đổi tên lại để cho dây cho nó mới mẻ cũng như là thay đổi và nâng cấp cái chất lượng âm thanh về cái từng lõi dây. Thì đối với những cái dòng dây tín hiệu của bên em như thế này thì bên em sẽ lên với đầu jack, đó là hai đầu AV. Đây, dây hai đầu AV jack kim cương. Đây, jack cũng của Hitachi. Về cái độ tiếp xúc cũng rất là tốt ở cái đầu jack này, cũng như là bám rất là chặt, nên là về cái tín hiệu thì cũng rất là ổn định khi mà các bác cắm cắm cái jack này các bác sử dụng. Và cái chiều dài cơ bản cũng như là tiêu chuẩn thì bên em thường sẽ lên với kích thước đó là 1 mét. Nếu như anh em muốn dài hơn hoặc là ngắn hơn thì bên em vẫn có thể đi qua theo cái yêu cầu của anh em đang sử dụng. Đây là jack hai đầu AV, thì để cho đa dạng hơn để cho các bác sử dụng ở các dàn, thì ngoài dây hai đầu AV thì bên em có lên cả dây hai đầu Canon được cái để cho các bác sử dụng các cái đầu vang số hoặc là công suất đẩy gì đó, nếu mà các bác muốn thay đổi cũng như là muốn nâng cấp dây thì các bác tìm dây và phù hợp với cái dàn của mình về cái đầu sắt cắm đấy, để cho đỡ cái phần đổi đi đổi lại khi các bác đặt nhầm á. Đây, về Canon được cái thì bên em sử dụng jack của Neutrik, nên là các bác có thể yên tâm về cái phần chất lượng. Đây, đầu Canon được cái cái AV hoặc là được AV ra được thì bên em vẫn có để lên cho anh em. Đấy, và cái mẫu dây mà ngày hôm nay em lên clip cho anh em với cái mẫu dây đen như lúc đầu em có nói, thì đây, thì là cái mẫu dây đen. Về cái độ đàn hồi, đây dây này cũng rất là tốt, có thể đảm bảo được cho các bác khi các bác sử dụng với những cái bộ dàn gần sát nhau thì các bác có thể yên tâm nó sẽ không có bị gãy gập dây cũng như là không có bị ảnh hưởng gì đến cái lõi dây. Đây, Rotario thì có rất là nhiều các bác không thích những cái màu sáng quá sáng thì anh em có thể sử dụng cái màu đen như thế này để cho nó, thứ nhất là để cho nó vệ sinh hơn cũng như là nó hợp với nhiều dàn. Em thấy có một số anh em sử dụng dàn với cái màu đen thì tìm dây cho nó đồng bộ thì cũng rất là khó, nên là ngày hôm nay có cái mẫu dây này nên là em lên clip để giới thiệu cho anh em. Cưng đấy, jack Hitachi thì cũng tương tự với dây xám, thì bên em lên vứt nhiều đầu jack khác nhau như là cái là AV hoặc là AV được cũng như là Canon được cái để cho anh em đa dạng hơn về cái phần jack cắm để cho nó phù hợp với dàn của mình. Đấy, thì đây là cái phần phôi dây của cái mẫu dây đen này, bên ngoài của dây rất mềm, và những cái mẫu dây tín hiệu thì lúc nào cũng sẽ có một cái lớp lưới chống nhiễu để đảm bảo tín hiệu đường truyền nó sẽ không có bị mo ve hoặc là không có bị ảnh hưởng gì đến cái chất âm. Đấy, và một cái lớp đây bọc như thế này để bảo vệ cái phần lõi dây. Và bên trong của cái dòng dây này sẽ có hai lõi, đây các bác có thể nhìn thấy được hai lõi và cái lõi đồng mạ bạc. Đây, lõi đồng mạ bạc. Những cái sợi nhỏ như thế này thì nó sẽ rất là chi tiết cho cái phần âm thanh khi mà các bác sử dụng cái dòng dây này. Đấy, chi tiết cũng như là cải thiện được cái chất lượng âm thanh, đó là cho các bác đang sử dụng với cái dàn đang bị tối tiếng hoặc là các bác muốn
cải thiện dải chung và dải chép, muốn cho nó lên sáng hơn thì các bác có thể sử dụng những cái dòng dây ở dưới này. Đấy. Thì những cái mẫu dây ngày hôm nay em giới thiệu cũng như là những cái dòng dây của Hitachi thì giá một cặp sẽ là 250.000. Đó là cái giá bao gồm cả những dây như là dây hai đầu AV Canon được cái, hoặc là dây cái ra AV được ra AV đều với cái giá là 250.000 cho một bộ với kích thước là 1 mét. Thì nếu mà các bác cảm thấy ưng với cái mẫu dây này thì các bác có thể liên hệ với em, số điện thoại em sẽ ghi ở trên phần màn hình, hoặc là mọi thông tin bên em sẽ để ở dưới phần mô tả. Em cảm ơn anh em và các bác đã xem hết video này của em.